Xin chào tất cả các cô, các bác, các anh chị và các bạn nha. Video hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách cắt tỉa cái chậu hoa hồng bụi. Cắt tỉa hoa hồng bụi thì nó phải đạt được ba cái tiêu chí. Thứ nhất là đảm bảo sự thông thoáng của bộ tán. Thứ hai là giúp cây đâm nhiều chồi. Thứ ba nữa là giúp phải tạo được cho cây một cái bộ tán đẹp. Hôm nay em sẽ thao tác hướng dẫn cô bác, anh chị tạo cho cây cái bộ tán hình mâm xôi hay là hình nấm. Ưu điểm của bộ tán này là nó sẽ cho rất nhiều hoa, và khi ra hoa thì cây sẽ có một cái hình tròn, vì vậy hoa sẽ nhìn rất đẹp. Thì thứ nhất là khi cắt chúng ta phải đảm bảo cho cây cái sự thông thoáng. Thì đầu tiên cô bác anh chị hãy cắt làm sao để cho cái gốc của chúng ta nó thông thoáng, tức là nó không những cái cành la hoặc cành tăm ở bên dưới này chúng ta phải cắt. Bởi vì gốc này nó tiếp xúc trực tiếp với đất, độ ẩm rất cao. Vì vậy nếu mà không đảm bảo sự thông thoáng, ánh nắng không rọi được vào đến gốc thì nó rất dễ gây hiện tượng lấm gốc và gây chết cây của chúng ta. Đấy, tất cả những cái cây hoa hồng của em thì em thường là cắt hết những cái phần gốc này. Lên ít khi mà nó bị đen thân hay thối rễ. Đây này, có anh chị nhìn này. Đấy, đây này. Do nó không có sự thông thoáng là nó sẽ bỏ cành này. Các bạn thấy không? Đấy, nó đen thân như vậy. Vì vậy là bắt buộc chúng ta phải cắt. Và khi chúng ta cắt thông thoáng như vậy thì ánh nắng nó rọi được vào gốc cây này thì cây mới đâm chuối gốc. Đấy, chứ không có cái loại phân nào mà bón vào mà đâm chuối gốc được đâu ạ. Nếu anh chị không cắt và không để ánh nắng rọi được vào, các mấu hoặc các mắt ngủ nó không nóng lên được thì nó sẽ không đâm chuối gốc. Đấy, các anh chị phải nhớ, nếu anh chị muốn cây của anh chị đâm nhiều chuối gốc thì anh chị phải cắt bộ tán làm sao để cho nó thông thoáng cái gốc. Vậy thì những cái cành thừa, đấy, những cái chồi điếc, đấy, là anh chị phải cắt hết. Lá già, đúng chưa? Đấy, rồi những cành đây này, anh chị thấy không? Đấy, mình không cắt thì nó cũng tự nó khắc chết đi thôi. Đấy. Và chúng ta cắt đảm bảo cái sự thông thoáng. Thì thấy không? Đấy. Đấy, bây giờ em sẽ thao tác xong em sẽ hướng dẫn mọi người cắt tiếp ở trên bên trên. Đấy, cô bác anh chị phải thao tác làm sao để cho khi cắt xong là cái gốc của chúng ta, cô bác anh chị phải nhìn nó rất là thoáng. Đấy là nhất. Cái thứ hai là những cành nào mà anh chị thấy nó không có khả năng đâm chồi, hoặc là không có khả năng ra hoa, hoặc là nó lệch ra khỏi cái bộ tán của chúng ta, thì chúng ta phải cắt để chúng ta thay cành. Do là cô bác anh chị cắt cành mà nó lại không đâm chồi, bởi vì cô bác anh chị đây này, những cái cành này của em này là cô bác anh chị tiếc. Đấy, mặc dù là nó to nhưng mà tiếc, chúng ta giữ lại thì nó sẽ không đâm chồi. Cô bác anh chị cứ tưởng tượng là khi đã có một người ngồi vào một cái ghế rồi á, cô bác anh chị chỉ có thể ngồi được vào cái ghế đó khi họ đứng dậy thôi, đúng chưa? Họ rời khỏi cái ghế đó thôi. Vậy thì nếu mà cô bác anh chị muốn cái mầm của chúng ta nó đâm ở chỗ này thì chúng ta phải rời cái cành này đi, tức là chúng ta phải bỏ cái cành này đi. Đây này, mọi người thấy không ạ? Đó. Thì sau nó sẽ đâm lại mầm cho chúng ta ở đây. Còn nếu chúng ta cứ giữ cái cành đó ở đây là chỗ này nó sẽ không đâm chồi. Đấy. Vì vậy nếu trong quá trình cắt tỉa mà những cành nào mà thứ nhất là yếu, đấy, không có khả năng đâm chồi, thì cô bác anh chị hãy mạnh dạn mà cắt nó đi để chúng ta thay cành cho nó sẽ đâm lại cho cô bác anh chị một cái chồi mới ở đây, to hơn, mập hơn, ví dụ như đây. Đấy, bữa trước em cắt ở đây rồi, bây giờ nó đâm đây, hay là cắt ở đây nó đâm đây, mọi người thấy chưa? Đấy, chứ đừng có nghĩ là cây nhỏ mà chúng ta không dám cắt, chúng ta sợ là nó không có cành rồi cây nó chết, là không bao giờ có, mọi người nhá. Cắt làm sao cho nó sạch, như các video hướng dẫn cắt trước thì em đã nói với cô bác anh chị rồi, là cắt cho nó sạch, cho nó sát vào là nó nửa sau nó sẽ đâm chồi lại cho cô bác anh chị đây. Vì vậy tất cả những cây hoa hồng bụi của em là nó rất rất nhiều chồi gốc, bởi vì sao? Cái gốc này thông thoáng này, bón dinh dưỡng, bón phân đúng cách này, ánh nắng rọi vào đây này, đấy thì nó sẽ đâm rất nhiều chồi gốc, hiểu chưa? Đấy, cắt làm sao cho nó thông thoáng. Những cái gì? Những cái mầm này, mầm điếc này, cô bác anh chị thấy không? Bỏ hết, đúng chưa? Đây này, quạt cho nó sạch. Càng sạch bao nhiêu ấy thì sau này cái cây bụi của cô bác anh chị nó sẽ càng rậm rạp, càng nhiều chồi mới, và khi đó thì cái bộ tán bên trên này nó càng nhiều hoa, bởi vì nó phải đâm chồi được như vậy thì nó mới có hoa, đúng chưa? Đấy, đây này, mầm điếc này. Đấy, cắt hết. Đấy, em sẽ thao tác hết xong. Đấy. Những cái cành nào mà không có khả năng ra hoa thì đừng có giữ nó lại, bởi vì nó chỉ có lấy chất dinh dưỡng của cây thôi chứ nó có tác dụng gì đâu ạ, đúng chưa? Đây. Đấy.
Đấy, cắt xong nó phải quang cái bộ gốc như vậy, được chưa? Cô bác anh chị nhớ là cái lượng lá mà khi chúng ta cắt tỉa trên cây còn lại thì nó chỉ còn khoảng 1/3 thôi. Tức là chúng ta sẽ bỏ hết những cái lá già ở cái phần cuống đáy, cuống mầm này. Các bác chị thấy chưa? Đấy. Đấy, ví dụ như những cái phần mà nó ở cuống này, chúng ta bỏ, chúng ta chỉ giữ 1-2 cái lá ở bên trên thôi. Các bác anh chị nhớ chưa? Đấy. Bởi vì những cái lá này cái khả năng quang hợp của nó cũng kém, và sau này khi mà chồi mới đâm lên nó cũng tự rụng thôi. Do các bác anh chị giữ nhiều quá nên khi nó rụng là chúng ta nhìn nó rất là sợ, tưởng nó bị làm sao, thực tế nó già nó rụng thôi mọi người. Đấy. Kiểu đây những cái chồi này. Đấy, nó không có khả năng ra hoa, cũng không có khả năng đâm chồi nữa thì em cắt sát vào. Đấy, lứa sau nó sẽ đâm trả cho các bác anh chị một cái chồi khác ở đây. Và cái chồi đó sẽ to, sẽ mập. Đây này. Những cái chồi này là những cái chồi tịt này. Đấy, em cũng cắt để em thay nó. Đấy, và lứa sau nó sẽ đâm lại. Và cái chồi này nó sẽ được thay thế bởi một cái chồi khác. Các bác anh chị thấy chưa? Đấy. Hay là đây này. Đấy. Nó không có khả năng ra hoa, cũng không có khả năng đâm chồi. Vì vậy chúng ta bỏ đi để chúng ta thay cành đi. Cắt tỉa là chúng ta thay cành cho cây. Đấy, cô bác chị chỉ cần giữ cái bộ khung thôi. Như vậy, giữ cái bộ khung cho nó thôi. Đấy, đảm bảo sự thông thoáng và đâm nhiều chồi. Nếu cô bác anh chị không thay cành cho nó như thế này, không cắt bỏ những cái cành cũ, những cành xấu đi, thì chồi nó sẽ không có chỗ để nó đâm. Cô bác anh chị thấy đấy. Chồi nó chỉ đâm ở những cái mắt ngủ hoặc những cái mấu. Nếu những cái mấu này mà vẫn còn những cái cành như thế này thì nó sẽ không đâm chồi. Coi như nó đâm được nhưng đâm rất ít. Nhưng bây giờ các anh chị cứ xẻo hết đi là nó sẽ đâm lại. Các anh chị thấy chưa? Đây này. Những cái mầm này, đấy, là em bỏ em làm lại. Các anh chị thấy chưa? Đấy. Cắt xong mà nó quang cái gốc của chúng ta ra. Đấy. Và lá thì chỉ để trên cây, chỉ để 1/3 lượng lá thôi mọi người. Đừng để nhiều lá quá, bởi vì để nhiều lá quá nó rậm rạp. Thế này. Đấy, cắt hết những cái đầu mẩu đi mọi người. Đấy, đảm bảo độ thông thoáng, tức là ánh nắng phải dọi được vào trong cái thân cây gốc này thì nó mới không bị lấm, hiểu chưa? Đấy, chứ không là lấm này, nó lấm ở gốc này là nó chết cây của chúng ta. Đấy, và ánh nắng dọi được vào thì nó mới lóng các mấu này thì nó mới đâm chồi. Chứ làm gì có cái phân nào bón vào đây mà để nó đâm chồi nếu mà cái chỗ này nó không ánh nắng không dọi được vào mọi người. Đấy, còn chế độ dinh dưỡng cung cấp đủ ánh nắng dọi được vào, nó sẽ tự đâm chồi gốc, không có cái gì phân nào bón và đâm chồi gốc được đấy. Đấy, bây giờ em sẽ cắt ở bên trên. Cắt bên trên, nếu mà có ba anh chị để nó ở dạng hình mâm xôi ấy, thì cắt làm sao gì phải cho nó thành một cái hình tròn, được chưa? Thế còn cái phương pháp cắt để làm sao để cho nó không bị sệ thì em đã hướng dẫn trong cái video trước rồi. Đấy, bây giờ em sẽ chỉ thao tác thôi để cho cô bác chị thấy, được chưa? Đấy, cắt tròn tá lại, được chưa? Tất cả các lá già này là cô bác anh chị bỏ đi. Đấy, lá già, lá vàng này, lúc này là chúng ta phải thay hết cả lá cả cành mà, được chưa? Đấy, đấy, được chưa? Cắt đúng, cắt đủ, được chưa? Để em thao tác xong em quay lại nha. Đấy, sau khi cắt là tỉa xong là nó sẽ quang đãng như vậy đấy các bác anh chị. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ bón phân vào nữa là nó ấy thôi. Bây giờ em có một cái trường hợp như này để lưu ý mọi người. Em có một cái cành, mọi người thấy chưa, nó vươn rất dài và to. Đấy, và nó không nằm trong cái mâm xôi của chúng ta. Vì vậy bây giờ như bình thường các bác anh chị là sẽ giữ nó lại. Nhưng nếu mà chúng ta giữ lại như vậy thì cành này sau nó phát triển thì tất cả những cành nhỏ của chúng ta bên trong này ấy, nó sẽ trở thành cành tăm hết. Đấy, bởi vì cây nó sẽ tập trung vào cái gốc to này, bởi vì gốc to nó vươn dài. Đấy, chất dinh dưỡng nó sẽ tập trung chủ yếu vào những cái mầm to như vậy. Vì vậy những cái cành già bên trong này sau này nó sẽ là cành tăm. Đấy, vì vậy nếu mà gặp những cái trường hợp như vậy thì đơn giản thôi ạ. Mạnh tay để cho nó vào cái khung của chúng ta. Đấy, nó bỏ cả một khúc to, có bác thấy, anh chị thấy không ạ? Đấy, đừng có, chúng ta cắt là cắt theo tán, chứ chúng ta không tiếc một cái cành nào khi nó vượt ra khỏi cái bộ tán của chúng ta, đúng chưa? Đấy, ví dụ như cành này của em này, nó vươn ra, đấy, có bác chị thấy không ạ? Đấy, cắt xong là nó phải bầu,
Đấy, nó bầu như vậy. Đấy, và cô anh chị nhớ là gì? Cái lá để trên cây là chỉ 1 phần 3 thôi nhá. Đấy, 1 phần 3 bộ lá rồi. À, lá còn là chỉ 1 phần 3, chứ không để tất cả lá đâu. Cắt hết những lá già đi nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ quay cho cô bác anh chị xem là cái cây mà khi chúng ta cắt như vậy xong nó khi nó lớn nó sẽ là như thế nào nhé. Đây là cái cây mà sau khi mà em cắt hình cầu mà khi nó lớn lên đấy mọi người. Đấy. Cái form dáng của nó vừa rồi nó nở hoa thì rất đẹp nhưng bây giờ nó tàn rồi. Đấy. Chúng ta phải làm nó từ bé thì đến lớn thì nó mới đẹp. Đấy. Này. Đấy, tròn vo luôn mọi người. Đấy. Nhớ là bộ gốc là phải thông thoáng, như là tất cả các cây của em này. Em cắt bên dưới này, khi em cắt tỉa là chúng ta phải cắt làm sao nó thông thoáng này. Đấy, thì các bạn thấy không ạ, nó đâm rất nhiều chồi gốc này. Đấy, bởi vì nếu mà ánh nắng không dọi được vào gốc này thì sẽ không đâm chồi gốc, chứ đừng có nghĩ là bón phân gì, mọi người nhớ chưa. Đấy. Đấy, tất cả các cây của em đều cái bộ gốc đấy rất thông thoáng và nó đâm rất nhiều chồi gốc, mọi người thấy chưa. Đây. Đấy. Này, cắt cụt hết gốc luôn. Đấy, nó phải thoáng gốc như vậy á. Thứ nhất là nó không lấm gốc, thứ hai là đâm rất nhiều chồi gốc, mọi người nhớ chưa. Đấy, video hôm nay em chỉ hướng dẫn đến đây thôi. Đấy, có ba anh chị thực hiện, nếu mà có vấn đề gì thì để lại bình luận bên dưới em trợ giúp. Có ba anh chị thấy hay thì đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng làm theo. Xin chào tất cả các anh chị nha.